Và xin được giới thiệu Huyền Khanh. Khi mà mình biết phải nhảy với cả chiếc thuyền thì cái bài làm sao để diễn tả được để cho mọi người hiểu là mọi thứ nó đang diễn ra trên thuyền. Và một điều đặc biệt là trong một tuần mà mình phải nhảy hai thể loại nhảy hoàn toàn mới mà trước nay mình chưa biết. Một là nhảy theo lời và hai là nhảy Bollywood. Cái đặc trưng của nhảy Bollywood là dùng rất nhiều đến tay nên mình nghĩ là biên đạo tuần này đang muốn giết mình đây. Cái điệu nhảy nó còn sử dụng nhiều đến cổ mà cái cổ của mình nó không được linh hoạt cho lắm. Nên là mình cũng không biết cái ví dụ như cái động tác như thế này thì mình làm giống con vịt hơn là nhảy. Mình hy vọng là cả mình và ba bạn kia trong tuần cuối cùng này sẽ cố gắng hết sức và cháy hết mình trên sân khấu để cống hiến cho khán giả những gì tốt đẹp nhất. Cùng dành một tràng pháo tay cho Quang Đăng và Huyền Thanh. Bây giờ là phần nhận xét đầu tiên thì giám khảo Chó Thủy Trần, xin mời anh. Đây là cái trường hợp mày nói cái phần đầu là sến. Đúng không? Đó là sến. Cái này là đúng rồi. Dạ, đó là sến. Nhưng mà cái sến đó là mang một cái vui cho mọi người. Tại lúc tụi em thể hiện cái phần intro thì anh Hoài Linh như là Huy ơi, đây là sến. Đây là sến. Xong anh Hương cũng là cười cười theo, đây là sến. Nhưng mà nó rất là hợp vì hai bạn trên chiếc thuyền đang nhìn xa, nhìn sâu và rất hay. Cảm ơn Đăng và Huyền Thanh để mang cái tiết mục Bollywood đầu tiên trong Bước Nhảy Ngàn Cân mùa 1. Rất là hay. Bollywood bình thường là một cái bài nó phải máu lửa, rất là năng động. Và cái câu chuyện giống nam muốn chinh phục nữ hay nữ muốn chinh phục nam thì mình cũng có cái sự chọc và chơi. Và anh thấy rõ ràng cái điều đó trong cái bài này. Nhiều động tác nhanh, cái động tác quay đầu gối đó, không biết nếu mà khán giả xem thì thấy cái đó bình thường hay không, nhưng mà cái đó thực sự là một cái động tác rất là khó. Và tụi em làm được. Chỉ là tiếc một chút xíu về một số động tác, vì Bollywood nó nhanh lắm, rất là nhanh, thì nó có một số động tác nó chưa đều lắm. Nhưng đối với cái bài này và cái nhạc Jai Ho, anh thấy tụi em làm tốt, rất tốt. Xin cảm ơn anh. Xin mời giám khảo Hà Linh. Tôi nói thiệt, nói cái gì Bollywood đồ này nọ là tôi thấy nhảy vậy thôi, chứ nghe anh này nói thì tôi cũng cảm nhận được nó là một cái điệu nhảy rất là nhanh. Nhưng cái đoạn mà các bạn xây cái gối đó, tôi lại mường tượng tới một cái chuyện khác. Mà nơi mà cái mà tôi thích đó là đi gối, đi bộ trong cái lương hồ quảng rồi đó. Tuy nhiên cái đó nó không xây, nó chỉ đi tới thôi, nhưng mà cái này các bạn xoay thì tôi cho đây là một cái động tác cũng rất là khó. Và cái phần diễn ở trên thuyền của các bạn trong một cái buổi lễ hội, tôi cho cái phần dàn dựng cũng rất là dễ thương. Rồi thuyền cập bến vô, leo xuống dưới đất nhảy, nó vẫn kết nối liền mạch với nhau. Cái phần dàn dựng này là rất là tốt. Tuy nhiên là
nó vẫn còn có cái sự không đồng đều. À, nhưng mà sự không đồng đều này lại rơi vào Quang Đăng nữa. Đó. Như con đó. Bữa nay con cứ chậm nửa nhịp. Để ra là coi nó không có đã con mắt thôi. Tuy nhiên với cái bài mà như Trân Huy nói khó như thế này thì hy vọng là bạn sẽ đạt được điểm mà bạn cảm thấy thỏa mãn. Cảm ơn Huyền Thanh, cảm ơn Quang Đăng. Cảm ơn anh Hà Linh. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Thứ nhất là hình chấm trang phục đẹp. Thứ hai là cái động tác của các bạn đúng là có những sáng tạo, có hình ảnh và hơi hướng của Bollywood là có rất là rõ ràng. Tuy nhiên cái yếu tố mà kết hợp với đạo cụ đó hơi ít so với những cái phần thi trước đó. Bạn chỉ dùng nó để làm cái điểm để nhảy thôi, chứ không có liên kết nó nhiều lắm với cái con thuyền đó nhiều. Còn cái ao, khi mình ao dứt rồi, lỡ rồi, đừng có làm thêm cái gì nữa, nó hết nhạc luôn rồi. Làm thêm mấy cái chi thấy mình lúng túng. Đó, mà trong khi em đã ao rất là đẹp rồi, sát vô vai của Quang Đăng là tuyệt vời rồi. Đó, không cần phải làm thêm nữa, mình phải biết nhanh trí cái đó liền. Ôm sát rồi đứng im được rồi. Mặc dù còn một vài động tác nữa bỏ luôn, không cần làm nữa. Về những cái động tác mà xoay gối rất là khó. Ngay từ đầu thấy em dán đầu gối, chưa biết em đang chuẩn bị cái gì rồi, nhưng tức là bị chấn thương. Thực ra là sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng từ phía trước, không ngại làm xấu chân hình ảnh của mình. Một cái tinh thần nghề nghiệp rất là cao, rất là đáng khen ngợi. Quang Đăng có gì giải thích phải không? Thực ra thì Huyền Thanh bó đầu gối bằng lấy bằng cá nhân, bằng vô đầu gối nhìn thấy dễ thương vậy, nhưng mà thực ra là trong suốt cái tuần qua Huyền Thanh tập rất là nhiều cái động tác này tới nỗi chấn thương luôn. Sau một cái thời gian tụi em làm việc chung thì anh có thể nắm bắt được tính cách của các thí sinh rất là nhiều. Người nào cũng rất là có cái tinh thần chiến đấu cao và quyết liệt cả. Bất chấp gian khổ đau đớn, bệnh tật thế nào tụi em cũng sẵn sàng đi tới nơi. Cái điều này cũng là trả lời giải thích tại sao tụi em đi tới giờ phút này, tới cuộc thi này là như thế. Vâng, xin cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta sẽ mời Quang Đăng đưa Huyền Thanh lên bàn cân. Cân nặng cũ 62,1 cân, cân nặng mới 61,6 cân, giảm 0,5 cân, tương đương 0,8%.